Sáng nay, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dân hương dân hoa tưởng nhớ anh linh các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền dân tộc. Tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, đồi không tên, Thành phố Thủ Đức, Đoàn đại biểu thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kính viếng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dân hoa, dân hương, các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân cùng ngày đoàn cũng đã đến viếng dân hoa dân hương tri ân các thế hệ lãnh đạo các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh thành phố thủ đức